mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sám hối tức là cải quá tự tâm. Nếu mình chân chính có tâm sám hối thì sợ gì không có hy vọng. Pháp lực của Phật rất là vĩ đại, song nghiệp lực của chúng sinh cũng rất lớn, nên có câu nói, người phàm thì nghiệp nặng tình mê, Phật thì nghiệp tận tình không. Do đó thánh và phàm khác nhau ở chỗ là nghiệp đã dứt chưa và còn có tình hay không. Giác giả Phật giã, mê giả chúng sinh, nghĩa là khi giác ngộ là Phật, khi mê là chúng sinh. Chúng sinh thì bồi giác hợp trần, quay lưng rời bỏ sự giác ngộ sáng suốt để hòa mình trộn lẫn với bụi bặm vô minh, luôn bị trần lao ngũ dục, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, làm cho xoay chuyển, khiến nghiệp chướng càng ngày càng tăng thêm. Phật thì siêu thoát mọi ngũ dục trần lao, không còn tạo nghiệp nữa. Chúng sinh do nghiệp nặng nên muốn liễu đạo thành Phật, trước tiên cần phải sám hối những tội nghiệp đã làm. Nếu như không có tâm sám hối mà muốn thành Phật thì cũng như nấu cát mà mong thành cơm vậy. Tuy rằng cát nấu hằng hà sa số kiếp, nhưng cuối cùng cũng không thể nào thành cơm được. Sám nghĩa là sám trừ lỗi lầm xưa, hổ thẹn với những lỗi lầm đã phạm. Hối là hối cải, sửa đổi, nhất định quyết tâm sửa đổi con người mình, vĩnh viễn không còn tái phạm nữa. Như ông Viên Liễu Phàm đã nói, dĩ tiền trùng trùng ví như tạc nhật tử, dĩ hậu trùng trùng ví như kim nhật sinh. Nghĩa là những điều xấu mình làm từ trước, hôm qua kể như là ngày cuối cùng, những điều mình làm về sau, hôm nay là bắt đầu một cuộc đời mới. Nếu như mình không siêng năng sám hối thì tội nghiệp mình tạo ra sẽ khiến mình mãi đọa lạc. Chắc quý vị còn nhớ khi quý vị quy, trước tiên quý vị xưng tên mình rồi sau đó sám hối như sau: Tùng ư vô thủy, dĩ trí kim sinh, hủy báng tam bảo, tác nhất xiển đề, báng đại thừa kinh, đoạn học bát nhã, thí hải phụ mẫu, xuất Phật thân huyết, ô tăng già lam, phá tha phạm hạnh, phần hủy thát tự, đạo dụng tăng vật, khởi chư tà kiến, bát vô nhân quả, hiệp cận ác hữu, vĩ bối lương sư. Nghĩa là, con từ vô thủy cho tới ngày nay, nguyền rủa tam bảo làm nhất xiển đề, chửi kinh đại thừa, dứt học bát nhã, giết hại mẹ cha làm Phật đổ máu, bẩn trốn chùa chiền, phá phạm hạnh người, đốt hủy chùa tháp, ăn cắp đồ tăng, giấy đủ ý sai, nói không nhân quả, gần bạn bè xấu, nghịch lại thầy lành. Bây giờ tôi sẽ giảng lại đại ý của đoạn văn sám hối trên. Chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ra không biết là bao nhiêu tội nghiệp không kể xiết. Thứ nhất là mình hủy bán tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Trong các tội, hủy bán tăng bảo là tội lớn nhất, nặng nhất, bởi vì chư tăng đại biểu cho Phật để tuyên dương Phật Pháp. Bởi vậy, hủy bán tăng tức tội không thể sám hối được. Thế nào là gọi là xiển đề? Xiển đề tiếng Phạn dịch nghĩa là tín bất cụ, không đủ lòng tin hoặc là vô thiện căn, không có căn cơ lành. Thí dụ như khi quý vị thuyết pháp cho người đó, không những họ không thích nghe, mà thậm chí còn nói ngược lại rằng tôi không tin đâu, đây không phải là tự đem thiện căn của mình mà đoạn tuyệt đi sao? Báng đại thừa kinh tức là phỉ báng kinh điển đại thừa, như có người nói đạo lý trong kinh là giả, hoặc nói rằng kinh điển đại thừa là do ma vương nói ra, vân vân. Đây cũng là phạm tội không thể sám hối được. Bát nhã là tiếng Phạn nghĩa là trí huệ. Bát nhã có ba loại: thật tướng bát nhã, quán chiếu bát nhã và văn tự bát nhã. Nếu như đoạn học tức là không chịu học bất cứ loại bát nhã nào thì mình sẽ trở nên ngu si. Quả báo của ngu si là sẽ đọa làm thú vật. Thí hại phù mẫu nghĩa là giết hại cha mẹ của mình. Câu này bao hàm luôn việc sát hại các vị A-la-hán và thánh nhân. Thí dụ như Đề Ba Đạt Đa giết một vị đắc tứ quả A-la-hán. Kế đến là xuất Phật thân huyết nghĩa là giấy máu Phật. Đây cũng là một tội không thể sám hối sạch được. Nhiều người hiểu lầm cho rằng tội này chỉ áp dụng khi Đức Phật còn tại thế, khi dùng dao cắt chém thân thể Phật thì mới mang tội này. Song thật sự, sau khi Phật diệt độ rồi, hễ ta hủy hoại tượng Phật, hình ảnh Phật, tất cả đều phạm tội này. Phá lớp vàng trên tượng Phật,
hoặc đập bể tượng Phật, tuy là không làm tổn hại đến xác thịt của Phật, nhưng cũng là cắt chém phân Phật vậy. Ô Tăng Già Lam nghĩa là làm ô uế chốn thanh tịnh của chùa chiền, giống như một số cư sĩ có gia đình trú ngụ trong chùa, xong lại làm những việc không chính đáng như ăn thịt, sát sinh vân vân. Phá tha phạm hạnh nghĩa là phá hạnh thanh tịnh của kẻ khác. Thí dụ như người xuất gia xưa nay vốn thanh tịnh không bị nhiễm ô, nhưng có người lại phá quấy họ, khiến họ phạm giới luật, đó cũng là tội không thể sám hối được. Phần hủy tháp tự nghĩa là đốt hoặc thiêu hủy, phá hoại tháp đền và chùa chiền. Thí dụ như trong lịch sử có Phùng Ngọc Tường hỏa thiêu chùa Bạch Mã và chùa Thiếu Lâm, đào dụng tăng vật là ăn cắp vật dụng của chư tăng. Đây là nói đến những kẻ dùng thủ đoạn không chính đáng để đoạt của thường trụ lấy làm của riêng họ. Những hàng người như vậy đều có tà chi tà kiến, ý tưởng sai lầm, luôn cho mình là đúng. Họ thường cho rằng không có nhân quả và luôn luôn làm những điều nghịch lại với đạo lý. Không có chuyện ác, chuyện xấu nào mà họ không dám làm. Hạng người như vậy thì làm sao mà không đọa địa ngục được. Cuối cùng là hiệp cận ác hữu, vĩ bối lương sư, nghĩa là thân cận với những kẻ ác, bạn xấu và đối nghịch lại với những vị thầy tốt. Bạn xấu là những người mà các nhà nho gọi là tổn hữu, tức là hại bạn. Những thứ cướp giật, những bọn bất lương sống ngoài vòng pháp luật là thứ mình không nên kết bạn. Kết giao với họ chỉ làm tổn hại cho mình, từ từ làm cho mình đi vào con đường sai lầm, không còn nghe theo lời khuyên bảo của cha mẹ, thầy tốt, lấy điều sai lầm cho là đúng và không còn phân biệt được chuyện phải trái trắng đen gì cả. Cứ làm việc ngược ngạo, thật đáng thương xót thay. Những tội lỗi kể trên là những điều mà mình không nên phạm, tuy rất dễ bị phạm. Nếu chẳng may mình đã phạm những lỗi đó, thì phải làm sao? Quý vị đừng lo sợ, có câu rằng, vĩ thiên đại tội, nhất sám tiền tiêu, nghĩa là tội phạm tày trời, sám hối sạch tiêu, tội vẫn không có hình tướng. Nếu mình chân chính có tâm sám hối, thì sợ gì không có hy vọng. Quý vị đừng nên quay thường mình, đừng cam tâm để bị đọa lạc. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 14 tháng 6 năm 1958. Ha ha ha, 闻三摩地所。